Thưa quý vị và các bạn, chùa Bổ Đà thuộc xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được xếp hạng là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đặc biệt. Ngôi chùa này hiện đang lưu giữ hơn 2.000 mộc bản khắc ghi nội dung kinh Phật vô cùng quý hiếm. Cứ vào tháng 2 âm lịch hàng năm, lễ hội chùa Bổ Đà được tổ chức cùng với sự kiện liên hoan dân ca quan họ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa quý giá của dân tộc Việt Nam. Liên hoan có sự tham gia của 52 câu lạc bộ làng quan họ thuộc thị xã Việt Yên. Mỗi đơn vị có từ 12 đến 30 thành viên là các nghệ nhân, liền anh, liền chị, diễn viên không chuyên ở nhiều độ tuổi, đang sinh sống làm việc tại địa bàn. Ban tổ chức khuyến khích các đội thể hiện những làn điệu dân ca quan họ lời cổ và sử dụng nhạc cụ dân tộc. Liên hoan dân ca quan họ cũng nằm trong đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Chúng tôi muốn là quảng bá cái chốn linh thiêng, chốn tổ Bổ Đà là di tích quốc gia đặc biệt, cũng như tổ chức liên hoan dân ca quan họ là một trong những việc làm là chúng tôi thấy hết sức là ý nghĩa để phát huy được cái bảo tồn là cái di sản văn hóa dân ca quan họ. Ngay ngày đầu khai hội, hàng chục nghìn du khách đã hành hương về chùa chiêm bái lễ Phật. Chùa Bổ Đà là di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của thiền phái Trúc Lâm. Chùa được xây dựng từ thế kỷ 11 và được trùng tu lại vào thời vua Lê Trung Hưng. Trải qua những biến thiên của lịch sử, nhưng chùa Bổ Đà vẫn còn bảo lưu được khá nguyên vẹn những nét kiến trúc truyền thống Việt cổ, cũng như nhiều tài liệu, hiện vật, cổ vật quý có giá trị lớn về mặt văn hóa, lịch sử, kiến trúc và mỹ thuật. Chùa Bổ Đà còn có khu vườn tháp rất rộng lớn. Đây là nơi tàng lưu xá lị cho cốt nhục thân của 1.300 tăng ni dòng Thiền Lâm Tế. Đặc biệt, chùa Bổ Đà còn là nơi lưu giữ được rất nhiều tư liệu, hiện vật quý về Phật giáo, Thiền Phái Lâm Tế với gần 2.000 bộ mộc bản kinh Phật. Chùa Bổ Đà khi xưa đó là nơi đào tạo tăng ni của Phái Lâm Tế và nơi đục kinh sản xuất ra để mang ra quán sứ và Bà Đá để đào tạo tăng ni toàn quốc ở ngoài đó. Đấy, ngôi chùa hiện tại bây giờ là còn 24 bộ kinh khắc trên gỗ thị. Đây là toàn những bộ kinh đại thừa. Bên cạnh trình diễn di sản quan họ, lễ hội cũng thu hút du khách với những hoạt động như viết thư pháp, trưng bày, triển lãm sản vật làng nghề, sản phẩm ô cốp, tổ chức các trò chơi dân gian.